Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Hồi ấy bà Maria lên đường vội vã đi đến miền núi vào một thành thuộc chi tộc Juda, Bà vào nhà ông Zacharia và chào bà Elizabeth. Bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào thì đứa con trong bụng nhảy lên và bà được đầy thánh thần. Bà Elizabeth kêu lớn tiếng và nói rằng: Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Quả thật này tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui sướng. Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Bây giờ bà Maria nói, Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Phần nữ tỳ hèn mọn, người đói thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diệm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh người thật chí thánh chí tôn. Đời nọ đến đời kia Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tăng phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường, kẻ đói nghèo chúa băng của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trị Israel tối tớ của người như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Bà Maria ở lại với bà Elizabeth độ ba tháng rồi trở về nhà anh chị em thân mến hôm nay cùng với toàn thể hội thánh chúng ta long trọng mừng lệ mẹ hồn xác lên trời thánh alfonso de ligori đấng sáng lập dòng chúa của thế trong ngày lễ của mẹ ngài đã viết như thế này như là một người mẹ hạnh phúc tìm kiếm vào bồng bế con của mình để rồi đúc cho nó ăn và chăm sóc nó thì cũng cùng một cách thế như vậy, Thiên Chúa diễn tả tình yêu của Ngài dành cho những đứa con yêu dấu dám trao phó chính mình cho Ngài và đặt niềm hy vọng vào Ngài và Mẹ Maria vừa diễn tả tình mẫu tử của Thiên Chúa vừa là niềm hy vọng cho chúng ta. Thế anh chị em lời mà Thánh An Phong Sô vừa nói cho chúng ta thấy Thiên Chúa mà chúng ta tin vào là một Thiên Chúa. Ngài vừa là một người cha, Ngài vừa là một người mẹ. Và hôm nay trong cái ngày lễ đặc biệt Đức Maria hồn xác lên trời, chúng ta hãy chiêm ngắm Thiên Chúa như là một người mẹ. Và như Thánh Phong Sô nói rằng Đức Maria đã diễn tả cái mẫu tính của Thiên Chúa trong đời sống của mẹ. Và về phía chúng ta, mẹ lại cho chúng ta thấy một niềm hy vọng. Và niềm hy vọng đó là lời tuyên xưng đức tin của Hội Thánh khi công bố rằng Đức Maria hồn xác lên trời. Đọc trong Kinh Thánh anh chị em sẽ thấy Thiên Chúa là một người mẹ. Ví dụ chúng ta nghe ngôn ngữ mà Thiên Chúa mặc khải cho ngôn sứ Hồ Sê. Khi Israel còn là một đứa trẻ ta đã yêu nó từ Ai Cập ta gọi con ta về. Ta đã tập cho Ephraim đỡ cánh tay nó, ta chữa lành nó. Ta lấy dây nhân nghĩa, lấy mối ân tình mà lôi kéo chúng. Ta xử với chúng như người nựng trẻ thơ, nâng lên áp vào má Ta cúi xuống gần nó mà đúc cho nó ăn Thưa anh chị em đó là những cái ngôn ngữ mà đúng như là một người mẹ đối với con của mình Yêu nó, gọi nó, đỡ cánh tay nó, lấy dây nhân nghĩa, lấy mối ân tình Nâng lên nâng áp vào má đúc cho ăn hay là ngày diễn tả với ngôn sứ Isaiah như thế này có một phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình hay chẳng thương đứa con mà mình đã mang nặng đẻ đau và cho dù nó có quên đi nữa thì ta ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ hãy xem ta đã ghi khắc ngươi trong lòng bàn tay của ta thành lũy của ngươi ta luôn thấy trước mặt chú ví mình như là một người mẹ và nếu như người mẹ trần gian yêu thương con của mình và nếu như người mẹ trần gian này mà trong một cái hoàn cảnh nào đó có quên con mình thì đức chúa đức chúa vẫn không quên con của mình và đức chúa nói rằng ngươi luôn luôn ở trong lòng bàn tay của ta ngài nâng niu ngài ấp ủ ngài bồng bể và ta luôn luôn nhìn thấy ngươi hay là đức chúa lại nói tiếp đừng sợ vì ta đã chuộc ngươi về ta gọi ngươi bằng chính tên ngươi ngươi là của riêng ta hay nói cách khác là người mẹ gọi con của mình bằng chính cái tên mà người mẹ đã đặt cho đứa con đó và đứa con đó là của riêng mẹ Và cho dầu ngươi có băng qua nước Ta cũng ở với ngươi Ngươi có vượt qua sông Cũng không bị nước cuốn Ngươi có đi trong lửa Cũng chẳng hề hấn gì Ngọn lửa chẳng thiêu được ngươi đâu Vì chính ta là Đức Chúa Thiên Chúa ta Của ngươi thờ Là đấng thánh của Israel Đấng cứu đồ ngươi Ngài không chỉ là một người mẹ chăm sóc, nâng niu Mà Ngài còn là một người mẹ bảo vệ, chở che Một người mẹ mà có thể nói rằng cứu con của mình. Đức Maria diễn tả hết tất cả cái mẫu tính đó của Thiên Chúa trong cái bài tin mừng mà chúng ta vừa mới đọc. Nó một cách đặc biệt là trong cái bài ca của mẹ. Khi mà mẹ nói rằng Chúa đói thương nhìn tới, Chúa đã làm cho tôi biết bao điều trọng đại, Chúa hằng thương xót, Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, Chúa nâng cao, Chúa hà thấp, Chúa ban của dư đầy, Chúa độ trì, Chúa nhớ lại lòng xót thương. Thưa anh chị em đó là những cái ngôn ngữ mà khi chúng ta thấy trong cái bài ca của mẹ mà mẹ nói về Thiên Chúa, mẹ diễn tả tất cả những cái khía cạnh tuyệt vời, Thiên Chúa đói thương nhìn tới. Thì khi chúng ta chiêm ngắm mẹ trong cuộc đời của mẹ và trong cái kinh nghiệm của chúng ta với mẹ, chúng ta cũng thấy mẹ diễn tả điều đó. Mẹ nhìn ta với ánh mắt dịu hiền Chú đói thương nhìn tới Chúng ta chạy đến với mẹ Và chúng ta bắt gặp nơi mẹ một ánh mắt rất dịu hiền và trong cái kinh cầu chúng ta nói rằng Đức mẹ có lòng khoan nhân Đức Chúa đã làm cho tôi biết bao điều cao cả Cũng vậy chúng ta chạy đến với mẹ và Mẹ làm cho chúng ta biết bao điều cao cả Mẹ chăm sóc, mẹ nâng đỡ Mẹ có phép, có tài Đức mẹ như hoa hồng màu nhiệm vậy Và hương thơm của mẹ Thật sự là lan tỏa Và bao phủ cuộc đời của chúng ta Mẹ công bố rằng Chúa hành thương xót còn mẹ thì chúng ta đến với mẹ Chúng ta thấy mẹ ôm ấp mẹ thứ tha Mẹ an ủi chúng ta Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh Còn mẹ thì chúng ta công bố rằng Đức mẹ phù hộ các giáo hữu Chúa nâng cao, Chúa hạ thấp Chúa dạy dỗ, Chúa hướng dẫn con cái của mình Còn chúng ta lại cầu nguyện với mẹ rằng Đức mẹ chỉ bảo đàn lành Chúa ban của đầy dư Còn Đức mẹ là mẹ đầy ân phúc Mẹ thông ơn Thiên Chúa Chúa độ trì Chúa cứu độ chúng ta Còn chúng ta chạy đến với mẹ Thì chúng ta nhận được cái ơn cứu độ của Chúa đó qua mẹ Khi mà mẹ cứu kẻ liệt kẻ khốn Đức mẹ cứu chữa kẻ có tội Chúa hằng thương xót Và chúng ta chạy đến với mẹ Và chúng ta công bố rằng Mẹ là mẹ hằng cứu giúp Thưa anh chị em trong cái kinh nghiệm mà hội thánh có với Đức Maria và mỗi người chúng ta quả thật là chúng ta thấy rằng nơi mẹ tất cả những khía cạnh mà diễn tả Thiên Chúa như là một người mẹ thì được diễn tả hết nơi cái tình mẫu tử của mẹ dành cho chúng ta. Chính vì vậy mà Thánh Anh Phong Số nói rằng Đức Maria diễn tả cái mẫu tính của Thiên Chúa. Một cái khía cạnh thứ hai mà Thánh Nhân nói rằng Đức Maria là niềm hy vọng của chúng ta mà ngày lễ Đức Mẹ lên trời ngày hôm nay thưa anh chị em. Chúng ta vui mừng, chúng ta cử hành, chúng ta công bố. Ở trong bài đọc một anh chị em đọc, anh em chị em sẽ thấy rằng diễn tả một người phụ nữ và người phụ nữ đó mặt mặt trời chân đạp mặt trăng và đầu đội triều thiên 12 ngôi sao và người phụ nữ đó chính là hội thánh một hội thánh mặc lấy chúa kitô và cái hình ảnh đó thưa anh chị em cũng là hình ảnh của đức maria hình ảnh của mẹ lên trời mẹ giờ đây mặc lấy chúa kitô mẹ mặc lấy vinh quang và chúng ta công bố trong cái kinh cầu mà hàng ngày chúng ta dâng lên cho mẹ chúng ta nói rằng mẹ như đền vàng vậy mẹ như hồn bia thiên chúa vậy mẹ là cửa thiên đàng rồi người đàn bà đó có thai và đang kêu la đau đớn quằn quại vì sắp sinh con đó cũng là hình ảnh của hội thánh đang không ngừng sinh hạ những đứa con của mình, sinh hạ những đứa con trong ơn cứu độ của Thiên Chúa. Thì Đức Maria cũng vậy. Mỗi ngày tất cả những ai chạy đến với mẹ thì mẹ đều ôm lấy đứa con đó và mẹ mang đứa con đó về cho Thiên Chúa bằng cái ơn hoán cải mà mẹ thông ban và người đàn bà đó đã sinh mạ một con trai và này con bà sẽ dùng trượng sắt mà chăn dắt muôn dân. Và con bà sẽ được đưa ngay lên Thiên Chúa, lên tận ngai của Ngài. Người con đó chính là Đức Giêsu Kitô và hôm nay chúng ta có thể nói rằng Đức Giêsu Kitô trên ngai trời mở rộng vòng tay và đón Đức Maria hồn xác lên trời trong vinh quang, người con chí ái của Thiên Chúa đó, người con là vua của vũ trụ đó, người con đã chiến thắng Satan đó. Và người con đó ngày hôm nay không ngừng cùng với mẹ của mình và qua cái bàn tay ân sủng mà Chúa Giêsu Kitô ban cho mẹ đó muôn vàng ân huệ đến với tất cả con cái của chúng ta đến với tất cả mọi người chúng ta thưa anh chị em cho nên khi chúng ta mừng lễ Đức Maria hồn xác lên trời chúng ta kinh nghiệm Thiên Chúa như là một người mẹ qua cái sự hiện diện của Đức Trinh Nữ Maria, chúng ta lại kinh nghiệm nơi mẹ một cái niềm hân hoan, một niềm hy vọng, một sự sống mới, một vinh quang rực rỡ, điều mà đã xảy ra nơi mẹ thì cũng sẽ xảy ra nơi chúng ta. Cho nên chúng ta xin Đức Mẹ cho chúng ta cảm nghiệm được cái mẫu tính của thiên chúa, cái tình thương của thiên chúa như là một người mẹ trong cuộc đời của chúng ta. Và chúng ta cũng xin mẹ cho chúng ta được hưởng cái vinh quang nước trời giống như mẹ vậy. Một lần kia tôi anh chị em tôi bắt gặp ở trên đường một người mẹ đi trước và đi, đi sau là một đứa con. Cậu bé đó tôi đoán chừng chắc khoảng 5-6 tuổi. Nhưng mà có một cái điểm rất là đặc biệt mà khi tôi nhìn và ngay lập tức tôi dừng lại. Đó là người mẹ đi trước đứa con đi sau đó được nối với nhau bởi một sợi dây có nghĩa là người mẹ đấy cột cái sợi dây ở cái lưng của mình còn cái đầu dây còn lại thì cột vào uh, cái lưng cái người của đứa con đi sau thì cứ người mẹ đi trước rồi đứa con đi sau và có một cái sợi dây nối như vậy đó thì tôi mới dừng lại và tôi dừng ngay đứa bé và tôi hỏi rằng con uh, con với mẹ con đang đi đâu vậy thì đứa bé mới trả lời là con đang đi xin. Rồi tôi quay sang người mẹ tôi hỏi chào chị. Thì lúc đó tôi mới khám phá ra rằng chị ấy bị câm. Chị ta không có nói được. Chị ta chỉ có u ớ thôi. Rồi tôi mới hỏi rằng con với mẹ con ở đâu mà đi xuống Sài Gòn như thế này. Thì đứa bé nói rằng con ở Củ Chi. Rồi tôi chia sẻ một chút thì đứa bé rất là vui và đứa bé uh, diễn tả cái niềm vui đó bằng cái ánh mắt nhìn lên mẹ của mình. Còn người mẹ đó thì nhìn tôi và bà thốt lên một cái tiếng mà có thể nói là khi tôi nghe thì tôi giật mình cái tiếng của bà là apa 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 và tôi nghe giống như là cái cái từ apa trong kinh thánh mà trong cái kinh lạy cha mà anh chị em và tôi chúng ta vẫn đọc với nhau và tôi mới hỏi đứa bé rằng con ơi mẹ con muốn nói gì vậy thì đứa bé trả lời rằng mẹ con muốn nói cảm ơn hóa ra thưa anh chị em cái tình mẫu tử là vậy đó chúng ta rất là diễm phúc được ở trong cung lòng của mẹ mình và có một cái sợi dây đã nối đứa con với người mẹ và cái dây rốn đó đã truyền cho đứa con tất cả cái sự sống dinh dưỡng và từ một cái trước nước đó chúng ta đã hình thành nên một con người và được sinh ra cái sợi dây đó thưa anh chị em chưa bao giờ giết và sợi dây đó vẫn tiếp tục cột lấy chúng ta ràng buộc chúng ta giữa đứa con với mẹ thì cái hình ảnh mà người mẹ đi trước có sợi dây và nối đứa con đi sau đó và người mẹ đó còn nói một cái ngôn ngữ mà trong kinh thánh chúng ta gọi là ấp á, nhưng mà trong cái ngôn ngữ của người mẹ đó là lời tạ ơn làm cho chúng ta nghĩ đến thiên chúa là cha, thiên chúa như là một người mẹ và giữa thiên chúa và chúng ta có một cái sợi dây, sợi dây ấm sủng, sợi dây tình thương, sợi dây của lòng xót thương và chúa không ngừng truyền cho chúng ta cái sự sống đó và cái hình ảnh Thiên Chúa mà truyền cho chúng ta sự sống đó được diễn tạo qua hình ảnh mẹ của chúng ta và hôm nay cách đặc biệt được diễn tạo qua hình ảnh Đức Trinh Nữ Maria và như Đức Trinh Nữ Maria là hình ảnh của một vị Thiên Chúa là Cha và luôn luôn truyền sự sống cho chúng ta thì xin cho chúng ta trong ngày lễ hôm nay mình ý thức rằng mình là con của Chúa Cha và mình cũng ý thức rằng mình là con của Đức Trinh Nữ Maria. Và mỗi lần chúng ta chạy đến với mẹ, chúng ta được nối kết bởi sự dĩ ân sủng mà Chúa ban cho mẹ. Và nhờ mẹ qua mẹ mà chúng ta lãnh nhận được vô vàng tình yêu, ơn cứu đồ của Thiên Chúa. Trong những ngày dịch bệnh này, thưa anh chị em, chúng ta cầu nguyện rất nhiều. Và có lẽ chưa bao giờ chúng ta cảm thấy rằng chúng ta cần sự sống như bây giờ, cần ân sủng của Thiên Chúa như bây giờ. Có một sơ uh, giúp ở trong bệnh viện sơ ấy chuyên lo cho những người F0, những người mà đang ở trong cái tình trạng uh, chăm sóc đặc biệt. Và sơ ấy nói rằng cái sức của con người rất là giới hạn và con nhận thấy rõ điều đó. Và mình cố gắng hết sức mà dường như là không làm được gì. Và lúc đó thì con chỉ có cầu nguyện, vừa làm vừa cầu nguyện. Và kinh kính mừng mà con đọc chỉ có một nửa thôi. Con chỉ đọc được cái nửa sau đó thôi. Đó là Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội. Bây giờ, cái bây giờ, cái giây phút này con rất cần. Hoặc là sế ấy nói rằng con lần chuỗi lòng thương xót nhưng mà con chỉ đọc được một câu thôi. Vì cuộc khổ nạn của Đức Giêsu Kitô xin cho thương cứu lấy người này. Cho nên thưa anh chị em mừng lễ mẹ hôm nay Là một niềm vui Và cũng là một niềm hy vọng Trong cái cơn đại dịch này Xin cho mọi người chúng ta Trở thành một sợi dây nối kết Nối kết với Đức Trinh Nữ Maria Nối kết với nhau Và cùng với mẹ nối kết với Thiên Chúa là Cha Để chúng ta lãnh nhầm sự sống Sự sống tràn đầy Và chúng ta truyền cho tất cả anh chị em của mình Xin Đức Mẹ chuyển cầu cho chúng ta. Xin chúc chúc lành cho anh chị em.